Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa đưa vụ án cố ý gây thương tích ra xét xử sơ thẩm. Theo kết quả điều tra cũng như quá trình thẩm vấn tại tòa, vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2013, Nguyễn Minh Thọ sinh năm 1989 trú tại phường 3 thành phố Đà Lạt cùng hai anh Trần Trương Công Lý và anh Nguyễn Phương Nam tổ chức nhậu và nảy sinh mâu thuẫn. Mặc dù các anh Lý và Nam đã ra về nhưng Thọ vẫn ấm ức nên gọi điện thoại cho em trai là Nguyễn Minh Tài sinh năm 1996 đến đón và kể lại việc Thọ bị các anh Lý và Nam ức hiếp. Thọ và Tài về nhà mang theo hai dao mã tấu, rủ thêm 6 người bạn đến nhà anh Lý để trả thù. Đến nơi, Thọ mang mã tấu xông vào chém anh Lý một nhát vào đầu và nhiều nhát vào tay. Anh Nam thấy vậy chạy đến can ngăn ôm giữ Thọ thì bị Tài dùng mã tấu chém vào đầu. Hai anh Lý và Nam bị nhiều vết thương với tỷ lệ thương tật của anh Lý là 17%, anh Nam là 12%. Xét hành vi của các bị cáo là côn đồ coi thường pháp luật, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thọ 4 năm tù giam, Tài 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.